Muốn vào xem phim thì không được mang thức ăn mua từ bên ngoài vào. Tất cả thức ăn mua bên ngoài phải bị giữ lại. Và cô gái có bầu là vị khách cuối cùng đã vào rạp. Nhưng khi vào bên trong thì mới phát hiện cái bầu cô ta là giả. Cô ta lén mang một con vịt con vào. Sở thích của cô ta lạ lùng quá đi. Cô gái lấy phần vịt bôi lên áo anh chàng phía trên. Mùi hôi thật là khó chịu. Thế là cô gái và bé vịt con có thể xem phim rồi. Mọi người vẫn đang xem phim bình thường. Và anh bạn đến trễ này, có gì trong ba lô thế? Thì ra là một chú nhím con. Anh ta lại muốn bày một trò vui. Dùng keo dán tâm lên mặt giả vờ bị nhím đâm. Nhìn sơ qua thì giống y chang luôn hà. Cô gái phía trên sợ đến nỗi nhào vào lòng tay lạ luôn là đủ hiểu rồi. Đã đến giờ soát vé để vào rạp xem phim. Anh bảo vệ hình như nghe tiếng gì đó, nhưng chỉ là tiếng em bé khóc mà thôi. Và tất cả mọi người đã được vào bên trong. Thì ra đó không phải là em bé mà là một chú cứng con. Đa số mọi người thích chó, nhưng cũng có một số người bị dị ứng đó. Anh chàng đi xem phim mà mang theo cái ba lô to thế. Trong ba lô anh ta chứa gì ấy nhỉ? Thì ra đó là một con cua. Anh ta có sở thích rất là lạ nhỉ. Thì ra anh ta muốn mang cua vào nấu ăn trong lúc xem phim. Bảo vệ mà thấy cảnh này thì phạt nặng lắm á. Nhưng dù sao cơn đói cũng đã chiến thắng nỗi sợ. Trong chiếc ba lô của anh ta có đủ mọi thứ, kể cả nước chấm. Hi. Muốn vào rạp xem phim thì cần phải được kiểm tra. Thank you. Cô gái tiếp theo là một người chơi hệ hip hop. Anh bảo vệ cũng thích thể loại đó lắm. Và tất cả mọi người đã được vào bên trong. Thật ra trong chiếc mũ cô gái đội có chứa một con hamster. Nhìn nó mới đáng yêu làm sao. Mọi người đều rất là yêu thích. Nhưng nên giấu nhé, bảo vệ mà phát hiện thì là mệt đó. Một cô gái xinh xắn vào gặp xem phim. Thật không ngờ cô ta ngồi kế bên một tên dê xòm. Anh ta nhây quá, dù cô ta không thích anh ta một chút nào. Lại một cô gái xinh xắn hơn ngồi kế anh ta. Người ta đã không thích thì thôi, cứ chọc ghẹo hoài à. Anh ta bèn lấy trong ba lô ra con dung an toàn bỏ lên ghế. Và tất nhiên khi cô gái trông thấy thì tự sa vào lòng của anh ta ngay.
Các bạn muốn tán tỉnh được các cô gái, hãy học hỏi anh ta nha. Mọi người vẫn đang tập trung xem phim. Thế mà anh chàng này vẫn nâng niu chú rùa con anh. Sở thích mỗi người mỗi khác mà. Và anh ta giả vờ như bị chú rùa con cắn. Hai cô gái thấy máu là ngất xỉu ngay. Thế là hết xem phim nha. Mọi người đang thưởng thức bắp rang và xem phim. Hẳn là anh ta không thích bộ phim này cho mấy. Anh ta thích chơi đùa với con tắc kè của mình hơn. Nhưng chỉ anh ta thích mà thôi. Các bạn gái thấy tắc kè thì rất là sợ hãi. Tại sao mọi người đều bỏ chạy tán loạn thế vậy? Thủ phạm chính là anh ta. Anh ta sẽ bị trừng phạt. Nhóm bạn đang thưởng thức bắp rang và xem phim. Cô bạn đến trễ này lại muốn bày trò gì đây? Cô ta đặt một con dán bên cạnh chỗ ngồi của mình. Dán là loại côn trùng mà mọi người đều rất là sợ. Cô gái này có sở thích thật là lạ lùng và đáng sợ. Anh bảo vệ có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề rồi đó. Không dễ gì mang thứ gì từ bên ngoài vào rạp chiếu phim được đâu. Nhưng cô gái này có thể. Cô ta mang con nhện vào. Một con nhện to như thế thì sẽ khiến người khác hoảng sợ đó. Nhện độc nguy hiểm lắm, bạn nên cẩn thận nha. Anh bảo vệ kiểm tra rất kỹ, làm sao có thể mang được con rết vào chứ? Ok. Thank you. Anh ta cũng đã nghĩ ra được cách hay để mang được con rết vào. Thế là anh ta an toàn kiểm tra xong và bước vào rạp. Các cô gái trông thấy con rết thì rất là sợ. Ôi trời ơi, các cô làm gì với con rết đáng thương của tôi vậy? Ôi rết ơi, mày đã theo tao nhiều năm, đồng cam cộng khổ. Sao các cô đối xử với con rết của tôi như vậy hả? Anh ta đang đau khổ lắm, mọi người thông cảm nha. Rết là loài vật nguy hiểm, bạn nên cân nhắc khi nuôi nha. Muốn vào rạp không cần kiểm tra thì phải có thân phận đặc biệt. Ok, let's go. Chắc FBI vào rạp là có chuyện lớn tay. Không ngờ cô gái FBI này lại mang vào rạp một con bọ cạp. Bọ cạp có độc tố, chích vào người sẽ gây đau nhức. Thì ra cô ta là giả. Lần sau đừng giả FBI nữa nha. Việc kiểm tra là điều bắt buộc ở rạp chiếu phim. Chẳng có ngoại lệ nào cả. Anh chàng áo đỏ có vẻ ức chế khi bị kiểm tra.
Bên trong rạp thì một cô bạn đã mang theo một con bướm bướm vào cùng. Thật không may, nó bị đạp lên ngay sau khi bị rớt xuống đất. Và kẻ sát nhân phải bị trừng trị. Bộ phim cũng khá hay, mọi người đều tán thưởng. Vì sao anh ta bị thương ư? Có lẽ mọi người đang xem điều hiểu đó.